vâng, 6-0 luôn đến từ chim sẻ trước chiến tướng hay không nhỉ? Vâng, hôm nay tôi dự đoán tỷ số 6-0, không biết là anh em có dự đoán giống tôi hay không. Hiện tại thì đi được một lửa chặng đường rồi, 3-0 rồi. Và trước khi đến với những diễn biến quan trọng ở trong trận đấu này thì cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng hành GT Chair đã đồng hành cùng với Clan SBS, đồng hành cùng với các trận đấu của chim sẻ Răng Studio. Trân trọng giới thiệu anh em GT Chair Free Butterfly, điểm tựa thành công là mẫu ghế công tay học tốt nhất và nổi tiếng nhất của GT Chair. Ghế sử dụng chất liệu lưới cao cấp, bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm Việt Nam. Tính năng tùy chỉnh đa dạng, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cuộc sống, cổ vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng, giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái tiện nghi trong quá trình sử dụng. Được sản xuất bởi GT Chair, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới, ghế GT Chair Free Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại những trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho bạn. Rồi, tranh thủ làm hớp nước anh em ạ. Vâng, từ đầu đến giờ luôn mồm chả nghỉ tí nào. Hôm nay thì mini game trước trận của chúng ta cũng được diễn ra một cách rất tuyệt vời luôn, với 1.000 xe của anh em khán giả. Mình quay ra con số may mắn là con số 79. Không biết là các anh em khán giả đang theo dõi trận đấu này có ai đoán 79 không? Hôm nay thì mini game của chúng ta rất là đặc biệt khi mà có thêm vâng, một tên tài trợ đến từ anh Linh Shopee. Vâng, tài trợ thêm 5 lít. Thế là mini game trước trận đấu của chúng ta hôm nay tổng giá trị giải thưởng lên tới 2.300.000. Là có 1 triệu Việt Nam đồng tiền mặt này, một chiếc vòng huyết long đến từ nhà tài trợ đồ gỗ Thiên Phú, một cân thịt trâu các bếp của chim sẻ Food, và một chiếc mũ bảo hiểm rất xinh xắn cùng với cả một chiếc bình giữ nhiệt cực kỳ đẹp của nhà tài trợ Yumagel. Bây giờ thì các trận đấu ít nhất là vâng, ban ngày thì mình không dám hứa trước, nhưng tất chắc chắn với anh em một điều rằng các trận thi đấu của chim sẻ đi nắng được diễn ra vào buổi tối thì sẽ đều có mini game trước trận, và sẽ có rất là nhiều những phần quà cực kỳ hấp dẫn và giá trị dành cho các khán giả theo dõi trận đấu của chim sẻ. Nên là anh em từ giờ mọi người chú ý một chút với những kèo đấu mà chim sẻ đi nắng thi đấu, thì anh em cố gắng online trước khoảng 15 đến 30 phút anh em nhé, để chúng ta tham dự vào mini game. Thông thường thì lịch bọn em thì các vận động viên sẽ lên kênh trước ít nhất là 30 phút và thực hiện chơi mini game cho đến thời gian chim sẻ bắt đầu thi đấu. Ví dụ như lịch thông báo 19 giờ đánh thì kênh sẽ được lên vào lúc 18:30, lúc 6:30 để chơi mini game cùng anh em khán giả trước. Hoặc là ví dụ như lịch là 19:30 thì kênh sẽ được lên vào lúc 19:00. Đấy, tranh thủ cái lúc anh em khán giả đang theo dõi trận đấu đông thì mình cũng thông tin luôn để mọi người lần sau anh em tập trung hơn cùng săn mini game ở trên fanpage của chim sẻ. Rất nhiều những phần quà giá trị anh em ạ, có cả tiền mặt và cũng có những cái sản phẩm rất là đẹp xịn đến từ các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành. Ôi, nhầm kết quả hay sao kìa, nhầm đâu anh, nhầm 3-0 rồi. Cho anh chợt nhớ nhá, mình mới mua 5 cân à. Ok anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Cho anh Tuyên nhá. Mini game gì thế em? Vâng, mini game ở đầu game rất là đơn giản thôi. Và mini game ở đầu livestream ấy, trước khi trận đấu diễn ra ấy, anh em chỉ cần like fanpage này, chia sẻ cái video livestream trực tiếp của chim sẻ đi nắng này, sau đó comment một con số bất kỳ, một con số may mắn từ 0 đến 99. Và khi mà đạt đủ một cái số lượng xe thì lúc đấy bọn em sẽ tiến hành quay trực tiếp random.org trên màn hình để anh em theo dõi và biết kết quả luôn, ai là người may mắn luôn. Anh Quang Dũng chốt 5 cân, ok luôn anh ơi. Bình luận viên hôm nay có theo M10 không? Lý Trí thì bảo theo M10. Con team thì lại đang bảo theo M3B. Đây rồi, và quay trở lại với những diễn biến ở trong trận này thôi. Đang sẽ có một tình huống phát hiện ra 2 cân thịt trâu. Vâng, 2 con trâu các bếp và đang dắt một con về. Vâng, cứ một lát thì em nhận được thông tin của các anh em khán giả, các khách hàng đã đặt thành công thịt trâu các bếp của chim sẻ Food với giá 600.000 một cân, free ship toàn quốc. Thì em sẽ tranh thủ và cảm ơn mọi người trực tiếp trên sóng livestream nhá. Vâng, cảm ơn anh Mạnh, vâng, một anh tên là Mạnh, không biết là vâng, họ tên đầy đủ của anh là gì, vừa order thành công. Vâng, bao nhiêu đây? 4 cân. Rồi ôi, mắc binh. Cảm ơn anh có số điện thoại đuôi 7398 nhá. Vâng, cảm ơn anh Bạch Huy. Cảm ơn anh Đinh Thế Hoàn. Rồi. Và cảm ơn anh Lưu Ngọc Anh nhá. Cảm ơn anh Tân Tân. Cảm ơn anh Đinh Đức Thiện. Cảm ơn anh có vâng, vừa quét QR code có số điện thoại đuôi 114. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hữu Quang. Cảm ơn anh Tạ Kiều Hùng. Cảm ơn anh Bùi Văn Vũ. Cảm ơn anh Phạm Văn Sơn.
Vâng, cảm ơn một lần nữa lại cảm ơn anh Nguyễn Văn anh Nguyễn Mạnh Nam. Làm quả 10 cân anh em ạ. 10 cân hôm nay anh em tụ tập xem bóng đá với nhau có chỗ các bếp nhậu Bắc Bình. Cho anh 10 cân, ok, cảm ơn Quỳnh Lê nhá. Bình luận viên theo đội nào thì đội đó làm sàn. Thế thì không theo nữa, theo trọng tài vậy. Nó làm tí tài thẻ hay là tí tài góc nhỉ anh em nhỉ. Không oanh, không làm tí tỷ số nữa. Mình không cổ vũ thì mình oanh tài xỉu luôn anh em. Trời ơi. Mình không theo đội nào thì mình làm tí tài xỉu thì mình cổ vũ cả hai bên rồi. Rồi là vui thế thôi anh em. Khuyên thật anh em chỉ vui vẻ thôi nhá. Đừng đi quá xa. Và quay trở lại với những diễn biến ở trong trận nhóm này. Đây là một thế nhà tương đối rộng dành cho chim sẻ. Một thế nhà cơ cấu khá rộng đấy. Chiếc bề mở của chim sẻ xây hơi vô duyên. Vâng, cảm ơn Lê Văn Năng nhá. Vừa thành công order thành công 2 cân thịt thiêu các bếp. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, 130 đơn rồi anh em ạ. Em còn 70 đơn nữa. Rất là mong anh em có thể ủng hộ cho bình luận viên. Hôm nay KPI của em là 200 đơn nhá. Đâu? Anh có số điện thoại siêu đẹp, anh Đỗ Văn Kiên. Vâng, cảm ơn anh Đỗ Văn Kiên. Ủa. Vâng, số điện thoại của anh toàn 83, quá đẹp. Vâng, số điện thoại rất đẹp luôn. Nhìn nó rất là kiểu như là ấn tượng. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Thắng nhá. Vâng, cảm ơn anh Đỗ Văn Kiên một lần nữa, 2 cân. Rồi quay trở lại với trận đấu. Em cũng cố gắng tranh thủ khoảng thời gian đầu game vừa để tương tác với mọi người, vừa để quảng cáo và cảm ơn thôi. Mọi người thông cảm nhá. Mình sẽ cố gắng cân đối thời gian để bình luận trận đấu làm sao sát nhất. Anh em có thể nắm được những diễn biến một thế trận ok nhất. Như vậy là tôi cùng đầu tiên 5 nhà BA đến từ game thủ chiến tướng. Như vậy là sau 3 trận đầu tiên, chim sẻ đánh với một cái lối đánh 4 gỗ 2 sớm và đè đối phương bằng khả năng phát triển. Thì ở trong trận như này thì vâng, chim sẻ đã chủ động đánh với 5 nhà BA. Và vừa rồi thì chiến tướng đã có một chút lợi thế nhỏ nhỏ trước chim sẻ. Một tình huống đi tân cung đầu tiên mà rỉa được hai dân của chim sẻ. Sau đó chiến tướng mất dạng trên bản đồ luôn. Lẩn rất nhanh. Và bây giờ quay trở lại với hai tân quân 10 con đi cùng với nhau. Có vẻ như chiến tướng sau 3 trận thua thì anh ta đã bắt đầu đánh theo một cái cách khác. Chiến tướng chủ động đi quân hơn. Chủ động đi quân hơn. 3 trận thua vừa rồi thì chiến tướng đánh ở một cái tơ vâng, một cái thế là vâng, thủ phát triển đua với cả chim sẻ và chiến tướng đã thua. Nhưng ở trong trận này thì chiến tướng đang điều và đấu quân cực kỳ gian. Chúng ta thấy những con cung ở chim sẻ đang rớm máu, rất nhiều thương binh. Và chim sẻ có một tân quân tách đi thì điều này đồng nghĩa việc là lượng quân ở nhà của chim sẻ sẽ ít hơn so với game thủ chiến tướng. Chiến tướng đang phải đưa một tân quân về để thủ và điều này đồng nghĩa việc là game thủ chiến tướng sẽ không có tân quân bổ sung lên ở thời điểm hiện tại. Và chim sẻ đang lừa chiến tướng đấu quân ở trên con dốc. Nhưng số lượng quân chiến tướng đang rất đông và anh ta đang có những tình huống hit and run để trèo con dốc này. Vâng, liệu đây có phải là một quyết định sai lầm đến từ chiến tướng hay không? Sẻ cũng đang rất nhanh tay để có thể cơ cấu lại một vài thằng dân đang làm ruộng. Một bài đánh 5A lực khỏe nhưng áp lực đến từ chiến tướng ở trong trận thứ này là rất khủng khiếp. Chúng ta có thể thấy chiến tướng có những tình huống hit and run bắn vào dân cực kỳ đau. Một bài đánh theo kiểu là ép châu quân, đánh nhau bằng quân đến từ chiến tướng. Chiến thuật đã có một chút sự thay đổi nhẹ. Không còn là một thế đánh đua phát triển. Vâng, đua phát triển đánh ngang cơ với cả chim sẻ đi nắng nữa. Mà chiến tướng trận này đã lựa chọn phương án đánh châu quân và chỉ đánh nhau bằng quân thôi. Đây sẽ là một trận thi đấu mà chiến tướng có lẽ rằng anh ta không sóc dân. Vâng, đúng là phải đánh như thế này thì chúng ta có thể thấy là chim sẻ cũng đã phải hứng chịu những cái giây phút khó khăn ở khoảng thời điểm trước. Và đây là một tình huống mà chiến tướng đang gom toàn bộ quân của mình đẩy lên. Nhưng chim sẻ đang có một thế đứng quân đẹp, tuy rằng số lượng ít hơn và đang phải đấu quân với đối phương ở tại sân nhà của đối phương. Nhưng chim sẻ đang chiếm được một con dốc rất ngon luôn. Nhưng chiến tướng đang đông và anh ta đang hit and run trong tình huống đấu quân này. Nếu như đổi quân với nhau, nếu như là một những tình huống điều quân, đấu quân cân bằng nhau thì tôi nghĩ chim sẻ đang là người có lợi. Bởi vì lực của chim sẻ đang là ổn định hơn so với chiến tướng rất nhiều. Lực của chim sẻ đang ổn định hơn hẳn. Bởi vì lực của chim sẻ là lực ruộng, còn chiến tướng đang có một bài đánh kết hợp vừa ăn hoàng và vừa ra ruộng. Chiến tướng đang rất nóng lòng muốn đổi nhà của chim sẻ ở trong tình huống này. Bây giờ thì dễ đánh hơn, chim sẻ chỉ cần thủ là thắng. Chỉ cần thủ thôi là thắng rồi. Sẻ cũng đang vâng kéo rất nhiều quân về để có thể vâng đứng thủ khoanh ruộng. Số lượng quân chiến tướng ở trong tình huống này là không đủ để có thể ôm được nhà của chim sẻ. Sẻ vừa có một tân quân mới lở ra, bây giờ công không được và thủ cũng không xong. Chiến thắng thứ tư dành cho cái tổ chim sẻ đi nắng trước chiến tướng. Vâng, công không được, thủ cũng chẳng xong.
Vâng, đã có một chút sự thay đổi đến từ chiến tướng ở trong ván thi đấu thứ tư. Nhưng như vậy là không đủ. Trận này sẽ bắt bài đánh 5A. Vâng, bắt bài chiến tướng đánh 5A. Thế nhà chiến tướng xấu, thế nhà của rẻ cũng không phải là quá đẹp.